buông ra những giai điệu cô đơn không còn yêu. Cô là lý lẽ đẹp thuyết phục không còn thương. Cô là cánh dinh giữ những vấn vơ phút chốc cô khiến ta nhận ra phút chốc nhói buốt trong lời ca. Điều gì khiến cho tim ta loạn nhịp? Điều gì khiến vấn? Và nếu có thể nữa quay lại lúc đầu trong tháng chín vàng đời trong nắng sớm cần cho hết.